Trộm nhóc. Kính thưa toàn thể quý vị, Liên hoan Hoa Phượng Đỏ tỉnh Bạc Liêu hè năm 2024 là một sân chơi đầy bổ ích để các em chờ đợi và đón nhận như một món quà tinh thần đầy ý nghĩa, là ngọn gió mát lành trong những ngày hè oi ả. Đến với Liên hoan Hoa Phượng Đỏ tỉnh Bạc Liêu hè năm 2024 với một tinh thần giao lưu và học hỏi và góp một phần công sức của các em cho sự thành công của Liên hoan năm nay, đội văn nghệ huyện Hòa Bình chúng em xin gửi đến Liên hoan với chủ đề Mùa hè tuổi thơ, nhằm ca ngợi về Bác Hồ kính yêu, về quê hương đất nước, sự vui hồn nhiên của những tuổi học trò cùng với năm tiết mục như sau. Tiết mục đầu tiên với bài hát Việt Nam quê hương của chúng em, một sáng tác với thành công của nghệ sĩ Nguyễn Đức Hiệp. Bài hát này sẽ do tất cả nam nữ và những múa bánh hòa biểu diễn. Tiếp theo là tiết mục đơn ca với một sáng tác của nghệ sĩ Lê Anh Tú, nhạc phẩm Cây lúa quê hương em. Bài hát này sẽ do em Hồng Ngọc cùng nhóm múa bánh hòa biểu diễn. Tiếp tục chương trình là tiết mục múa được dựa trên nền nhạc của bài Hương Sen. Tiết mục này sẽ do tất múa nữ biểu diễn. Chương trình sẽ được tiếp diễn với một tiết tấu vui tươi, sôi nổi và hồn nhiên với bài hát Ấp lá hoa, đó là tiết mục tam ca. Trúc Bình, Nhã Phương và Thanh Thảo sẽ biểu diễn cùng với nhóm bánh hòa. Và tiết mục cuối cùng là tiết mục tất ca, sẽ thể hiện qua ca khúc Bác Hồ người cho em tất cả, một sáng tác của hai nghệ sĩ Hoàng Long và Hoàng Lân. Ca khúc này sẽ do toàn đội biểu diễn. Và chương trình tham gia Liên hoan Hoa Phượng Đỏ tỉnh Bạc Liêu hè năm 2024 của đơn vị huyện Hòa Bình xin được phép bắt đầu.
tỉnh Bạc Liêu